Xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Hôm nay tôi quay lại và giới thiệu với các bạn thêm một thủ thuật mới trên phần mềm bảng tính Microsoft Excel. Và sau đây tôi có một file dữ liệu bảng tính Excel như sau. Đây là danh sách tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023. Và các bạn quan sát ở cột Học sinh trường tiểu học, chúng ta thấy dữ liệu tên trường tiểu học được gõ không đồng nhất. Ví dụ như ô này ghi rõ là trường tiểu học Phạm Hồng Thái. Ô này ghi với tắt là TH Nguyễn Thị Minh Khai. Ô này ghi rõ trường tiểu học Phạm Hồng Thái. Ô này ghi tắt là TH Nguyễn Trí Thanh, Chromebook và tôi ở <laughs> và ở đây tôi có một yêu cầu là cần sửa chữa các thông tin trong cột học sinh trường làm sao cho dữ liệu nó đồng nhất, đẹp mắt theo quy tắc như sau, chữ trường viết rõ và chữ tiểu học viết tắt là TH. Như thế này. Và ở đây tôi thêm chữ trường ở phía trước chữ TH như thế này ở ô tính này thì chữ tiểu học tôi sửa chữa thành chữ t th tuy nhiên nếu các bạn à, sửa chữa như thế này thì nó rất lâu công một vài hàng thì các bạn có thể xử lý được tuy nhiên đối với những bảng tính mà có hàng chục dòng hàng trăm dòng thì việc xử lý này nó không mang lại hiệu quả mà còn tốn thời gian. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm và thay thế hàng loạt từ trong chương trình bảng tính Excel giúp các bạn xử lý dữ liệu, sửa chữa dữ liệu một cách nhanh chóng, thuận tiện. Các bạn cùng quan sát nhé! Để tìm kiếm và thay thế dữ liệu trong bảng tính Excel ta làm như sau. Đầu tiên các bạn cần bôi đen tất cả các ô tính mà các bạn muốn tìm kiếm và thay thế dữ liệu. Như thế này. Sau đó các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl H. Khi đó hộp thoại Find and Replace xuất hiện. Trong ô Find, các bạn gõ cái từ mà các bạn muốn thay thế. Ví dụ ở đây tôi thay thế từ TH bằng chữ trường TH. Sau đó, tôi nhấn phím Replay All để thay thế tất cả. Sau đó các bạn bấm nút OK, bấm Close thì các bạn quan sát tất cả các tên trường mà bắt đầu bằng TH đã được thay thế bằng trường TH tức là trường tiểu học viết tắt. Và tiếp tục, tôi sẽ hướng dẫn lại và thay thế chữ trường tiểu học thành trường tiểu học viết tắt. Đầu tiên bôi đen tất cả các ô cần tìm kiếm và thay thế. Sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl H. Gõ từ cần thay thế trong ô Find what Ví dụ ở đây là chữ trường tiểu học ghi rõ. Và cái từ được thay thế các bạn nhập trong ô Replay With. Sau đó các bạn nhấn nút lệnh Replay All để thay thế tất cả. Bấm OK. Bấm Close. Và bây giờ toàn bộ dữ liệu trong cột học sinh trường tiểu học đã được đồng nhất theo một chuẩn tức là tên trường, sau đó chữ tiểu học viết tắt, tên trường Nguyễn Thị Minh Khai chẳng hạn như là trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, trường tiểu học Quang Trung như thế này. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn các bước để tìm kiếm và thay thế dữ liệu trong chương trình bảng tính Excel. Chúc các bạn thực hiện thành công. Nếu thấy video này hay thì hãy nhấn like, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.